Đột nhiên thấy 9 dấu hiệu này chứng tỏ bạn được người âm đi theo phù trợ, chuẩn bị cơ hội trúng số đổi đời giàu to. Quý vị thân mến, ai sống trong cuộc đời này mà chẳng mong muốn mình gặp được may mắn và được quý nhân phù trợ? Nếu bỗng dưng một ngày nào đó, bạn nhận ra xung quanh mình có rất nhiều cái hiện tượng lạ và huyền bí mà chẳng thể giải thích được là nguyên nhân tại sao, rồi mọi chuyện sẽ diễn ra với bạn một cách là vô cùng là thuận lợi, dù đang diễn ra trong cái đời thực hiện tại, nhưng mà lại khó hiểu đến mức bạn không thể lý giải nổi, thì chắc chắn có lẽ bạn đang được người âm đi theo giúp đỡ. Nhiều người còn gọi vui là gì? Duyên âm hay là gì? Là vong theo. Và để hiểu rõ hơn cái điều này, hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về câu chuyện có thật khá hấp dẫn dưới đây của một anh công nhân làm ca đêm trong một công ty môi trường. Cùng những cái dấu hiệu nhận biết về người âm đi theo để phù trợ, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Câu chuyện như sau. Mình là một công nhân môi trường, thường xuyên làm đêm nhưng chưa bao giờ nhìn thấy ma. Mình tham khảo rất nhiều trên Internet và cũng là người tin vào cái chuyện tâm linh. Sau đây mình sẽ kể câu chuyện thật của mình về những lần thoát chết do được người âm đi theo phù trợ. Từ bé mình đã không ít lần gặp tai nạn nhưng đều tránh được hết. Lúc còn nhỏ mình ra ao tắm và bị ngã xuống ao, người mình cứ nổi lên trên mặt nước nên mẹ mình đã phát hiện và kêu người tới cứu. Lớn lên khi đi làm ở công ty môi trường, trên đường đi thì mình bị một xe tải Ifa đâm thẳng vào mình, nhưng mà như có ai đó nắm lấy cổ áo của mình quăng lên vỉa hè. Mình thì không việc gì, chỉ có chiếc xe đạp là tanh bành. Còn một tai nạn nữa, hôm đó đang giờ giải lao, mình ngồi ở quán nước ven đường, có một chiếc xe tải cứ lao thẳng vào quán. Lúc đó mình không để ý, mình chỉ để ý đến một chiếc xích lô, trên xích lô là bà nội của mình, mặc dù bà đã mất từ lâu. Thế là mình tay cầm nón, tay vắt chiếc khăn lên vai, xăm xăm rời khỏi cái chỗ ngồi đó để chạy ra chỗ chiếc xích lô. Đi ra tới nơi mới té ra không phải bà nội mình. Lúc đó có một chị đồng nghiệp đã xoay người mình lại và chỉ thẳng vào cái chỗ ghế mà mình vừa ngồi. Chiếc xe tải đã cưỡi lên chiếc ghế đó. May quá chiếc ghế lại sát gốc cây nên không ai việc gì. Chỉ có mỗi anh đồng nghiệp chạy ra không kịp thì bị tông nhẹ vào thành xe, có bị tím bầm cái bả vai một chút. Mà kể cũng lạ, xe đó mất phanh đâm rất mạnh vào cây. Mọi người thì nhốn nháo mà mình lại chẳng nghe thấy tiếng gì hết, bình thản như không có chuyện gì xảy ra cả. Mình nói sự thật, không dám nói sai một câu. Đó là cái câu chuyện của anh công nhân may mắn. Thưa quý vị, có những chuyện không thể tin được, dù chưa bao giờ cái khoa học nó giải thích được là có vong hồn người đã chết hay là không. Nhưng mấy ai trong số chúng ta dám khẳng định là chưa bao giờ có một cái nỗi sợ mang tên là ma quỷ. Cơ mà vẫn có người cho rằng đôi khi có người âm đi theo phù trợ, che chở, chứ không hẳn là chỉ hãm hại và làm cho người sống sợ hãi. Nếu một ngày mà bạn cảm thấy những cái biểu hiện kỳ lạ xung quanh mình mà không tìm ra nguyên nhân, thì hãy bỏ qua những cái quan niệm xưa cũ và nghĩ đến khả năng mình có một người âm đi theo phù trợ. Người này có thể là bạn thân quen, cũng có thể là người lạ mà dân gian gọi là gì, người hợp vía, hợp tuổi, nên chọn mình để đi theo mách bảo, chỉ dẫn, tránh được những cái điểm gở. Quý vị thân mến, linh hồn người đã chết đi theo ấy, dù với mục đích có thể là phù hộ hay là bảo vệ chúng ta, nhưng khi đã nhắc đến cái chuyện ma quái, thì dẫu chúng ta có cứng rắn như thế nào đi chăng nữa, thì cũng phải mất vài giây để dùng mình hoặc nổi da gà, đúng không ạ? Người âm đi theo phù hộ, chuyện thật khó tin, nhưng mà thực hư ra sao và có cách nào để biết? Xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung khá hấp dẫn dưới đây. Và một khi bạn đã nhấp vào xem video này, thì hãy một lần đối mặt với những cái gì diễn ra xung quanh mình. Liệu có ai đó đang đi theo bạn hay không? 1. Cảm giác có ai đang đi theo mình. Con người chúng ta có một cái trực giác cực kỳ nhạy bén. Bình thường, nếu có một luồng ánh mắt hướng về phía bạn, bất chợt bạn cảm giác được và sẽ quay lại. Nhưng nếu cảm giác này cứ lặp đi lặp lại và bạn quay lại mà chẳng thấy một ai, thì hãy nghĩ đến cái khả năng rằng có một linh hồn đang hướng mắt theo dõi về phía bạn, hoặc giả là người âm đi theo để phù hộ và âm thầm bảo vệ mình. 2. Bỗng nhiên cảm thấy lạnh. Bạn có đồng ý với tôi rằng mỗi một khi đi ngang qua nghĩa trang, nghĩa địa, nơi chôn cất của người đã chết, thì không khí ở đó lạnh hơn bình thường?
nhất là vào những ngày đêm trời tối hoang vắng. Khi mà bạn lỡ đường mà đi ngang qua cái bãi đất chỉ có toàn là mồ mả đó, thì biết ngay là sẽ cảm thấy lạnh đến cái mức dùng mình, tựa hồ như là có một cái luồng khí lạnh chạy dọc theo cái sống lưng bạn. Đa số là mọi người đều có cảm giác như vậy đúng không ạ? Vì nơi nghĩa địa là nơi tập trung những cái linh hồn của nhiều người đã mất. Những cái hồn ma này chưa kịp đầu thai và vẫn còn vãng lai xung quanh, chưa thể đi đâu xa được. Cái cảm giác ớn lạnh xương ấy sẽ theo bạn đến những cái nơi khác, mặc dù đã đi qua cái nơi tọa lạc của mấy cái mồ mả tối tăm kia. Nhưng đôi khi ấy, đột nhiên bạn vẫn cảm thấy rùng mình vì cái luồng khí lạnh ma quái ấy. Sau khi phân tích những cái yếu tố khách quan, kiểm tra lại và loại trừ tất cả những các vấn đề sức khỏe như là hoặc là nhiệt độ xung quanh ấy, thì có lẽ bạn nên nghĩ rằng mình đã hợp vía với một ai đó và người đó đang đi theo bạn để giúp đỡ. Hãy bỏ qua những cái quan niệm xưa cũ và nghĩ đến một cái khả năng là người âm đang đi theo mình. Người này có thể là người thân quen, cũng có thể là người hợp vía, cũng có thể là người lạ mà dân gian gọi là hợp tuổi hợp vía, nên chọn bạn để đi theo mách bảo, đưa đường chỉ lối, bạn tránh được những điểm gở. Thứ ba là cảm giác nhức mỏi kéo dài. Rất nhiều người cảm thấy mình bị nhức mỏi ở một số nơi trên cơ thể như là vai, cổ, cột sống, tay, chân. Nhưng khi các bạn dùng các biện pháp y tế can thiệp thì vẫn không thể nào tìm ra được nguyên nhân và không thể điều trị một cách dứt điểm được những cái cơn nhức mỏi, những cái cơn đau kỳ lạ ấy. Tình trạng nhức mỏi này sẽ diễn ra lâu ngày, kéo dài ngay cả khi bạn đã nghỉ ngơi và điều trị nhiều cách nhưng mà vẫn không hề có chuyện thuyên giảm. Vậy bạn có nghe nói về việc hồn ma đeo bám hay chưa? Có một số người âm ấy đi theo và dính liền đến tay chân, thân thể của người sống bằng cách leo lên vai, leo lên cổ hoặc là bám vào tay vào chân, tạo ra một cái áp lực vô hình cho người sống, khiến cho họ cảm thấy nhức mỏi, không rõ được cái nguyên do. Có một số những lời đồn đại và những cái trường hợp thầy có thể bắt ma, bắt hồn ma ra khỏi cơ thể. Họ dùng tay vuốt dọc sống lưng hoặc là tay, chân. Những vết bầm tím chạy dọc theo bàn tay của họ, vuốt và mang đi những cái cơn nhức mỏi ấy. Chẳng rõ cái thực hư của chuyện ấy ra sao cả, nhưng vẫn có người cho rằng đôi khi ấy, người âm đi theo để phù hộ, che chở, chứ không hẳn là chỉ để hãm hại và làm cho người sống sợ hãi. Họ có thể đeo bám trên cơ thể là để mách bảo người sống tránh được những cái hiểm họa. Thứ tư là phản ứng kỳ lạ của động vật. Quý vị thân mến, động vật có tần số siêu âm khác với chúng ta. Vậy nên khi không cùng trong cái tần số ấy, thì sẽ có một số thứ chúng ta không thể nào nhìn thấy được, nhưng mà những con vật lại có thể nhìn thấy. Có ai đã từng nghe kể những con mèo đen tại nghĩa địa đột nhiên đi chậm rãi theo một đường thẳng? Nếu xét về cái mức độ tư duy ấy, mà giải thích ấy, thì những người già thường hay nói nó đang dẫn hồn ma đã chết, và chuyện đó nó thiên về cái chuyện tâm linh. Bạn có thể tin hoặc là không tin, nhưng mà những con vật gần gũi, thân thuộc hàng ngày ấy, thì những cái biểu hiện của chúng các bạn cần phải xem xét lại thật kỹ. Cũng có khi cái thú cưng của bạn dẫn hồn ma lương thiện về phù hộ cho bạn làm ăn phát tài phát lộc. Chó là một loài vật trung thành và gần gũi với con người. Người ta thường nuôi cái loài chó để giữ nhà hoặc là để trừ tà ma, đặc biệt là chó mực. Nó có khả năng phát hiện ra những cái vong hồn, những cái hồn ma lạ và sủa để xua đuổi những vong hồn ấy. Bỗng nhiên một ngày nào đó, con chó cưng của bạn đột nhiên gầm gừ, sủa inh ỏi và tỏ ra sợ hãi, giận dữ, đứng quay về một cái hướng trong góc nhà hoặc một cái gốc cây. Nhưng mà bạn nhìn qua thì lại không thấy một cái gì cả. Thì đó, các bạn hãy nghĩ đến có ít nhất một hồn ma ở cái khu vực này và chú chó của bạn đang sủa cái linh hồn đó. Các bạn cũng có thể hiểu một cách tích cực là đang có người âm đi theo để phù hộ cho mình. Hay là vào một ngày đẹp trời nào đó, chó mèo của bạn đột nhiên sợ hãi khi mà bạn bước tới gần, thậm chí là còn gầm gừ, nhe nanh. Khi mà bạn đến bên cạnh thì có lẽ chúng đã nhìn thấy một linh hồn của người chết đứng sau lưng che chở cho bạn. Nói đến đây thôi thì chắc chắn một trong số chúng ta cũng đã sởn hết cả gai ốc đúng không ạ? Thứ năm là những bóng người lạ trong tấm ảnh cũ. Chắc chắn không ít bạn đọc đã từng nghe chuyện về những cái bóng người lạ trong cái tấm hình cũ. Câu chuyện này có thể bạn đã đọc từ một cái tờ báo hoặc là một trang mạng, hay là nghe từ miệng của người khác. Trường hợp bỗng nhiên một ngày nào đó muốn hồi tưởng lại cái kỷ niệm trong quá khứ
và xem lại một tấm hình cũ, đột nhiên phát hiện ra một bóng người đáng lý ra là không có trong cái bức hình này lại đột nhiên có mặt ở trong hình một cách là kỳ lạ đến ngạc nhiên. Đó có thể là do người thân đã mất hoặc là người lạ, hình dáng có thể bình thường như người sống, cũng có thể khiến cho bạn khóc thét. Nhưng mà trên hết, những tấm hình đó là bằng chứng cho thấy tin đồn về người âm đi theo phù hộ, và họ vẫn luôn hiện diện một cách là chân thực nhất để cho bạn thấy. Cũng có những trường hợp giận người hơn là những người âm đi theo để phù hộ ấy mọi người không thể nhìn thấy được, nhưng mà chỉ có bạn mới có thể nhìn thấy cái hồn ma ấy mà thôi. Trong trường hợp này thì thật sự là đáng sợ, vì có thể thấy rõ ràng một điều, đối tượng mà vong linh đó nhắm đến chính là bạn. Nếu mà suy nghĩ một cách tích cực ấy, thì cho thấy là họ cũng đã đang đi theo bạn để tìm cách hỗ trợ và giúp đỡ bạn đấy. 6 là những bóng đen vụt qua. Có một số lời đồn đại rằng người âm họ không thể cho bạn thấy mặt, vì thế họ sẽ không thể nào siêu thoát được. Nhưng thực hư thế nào thì đến nay vẫn chưa có ai có thể chắc chắn được cái điều đó. Một số người thì luôn cảm thấy có bóng người theo sau mình, tưởng như là có người âm đi theo phù trợ, nhưng mà khi quay lưng lại chỉ thấy một bóng đen vụt qua và biến mất. Trường hợp này kéo dài, bạn đã loại trừ chắc chắn cái trường hợp mình bị theo dõi hoặc là bị hãm hại, thì chắc chắn là sẽ có một người âm đã khuất đi theo sau bạn. Người này có thể đi theo để giúp đỡ, cũng có thể đi theo về một cái mục đích nào đó, hoặc đơn giản là vía, hợp vía thích bạn và muốn đi theo để phù hộ và giúp cho bạn gặp những điều may mắn tốt lành trong cuộc sống. Dù cho đó là lý do gì đi chăng nữa thì người này ấy cũng không thể cho bạn thấy mặt, nên khi đi theo ấy, bạn quay lại thì người âm sẽ vụt biến mất. Nói không phải mê tín, nhưng mà nếu họ là những con ma lương thiện và chọn đi theo bạn, không những không làm hại bạn mà còn phù hộ cho bạn làm ăn phát đạt, thì tội gì mà phải đuổi họ đi, đúng không nào? 7 là đồ vật bị mất mà không rõ nguyên nhân. Quý vị thân mến, ma quỷ cũng có thiện có ác, có khi là phá phách và họ rất là tinh nghịch. Có người âm đi theo là để phù hộ, thì cũng có những người âm đi theo để trả thù hay là hãm hại bạn. Vì những cái mục đích gì đi chăng nữa thì trong một khoảng khắc nào đó, chắc chắn những cái linh hồn đó sẽ làm cho bạn sợ hãi, ám ảnh và ảnh hưởng tới cái sinh hoạt cũng như là công việc và cuộc sống hàng ngày của bạn. Một số người âm ấy cố tình đi theo cho bạn biết cái sự hiện diện của họ xung quanh bạn bằng cách là lấy đi những cái món đồ hoặc là xê dịch cái vị trí của chúng từ chỗ này sang chỗ khác. Nên khi cái tình trạng mất đồ của bạn xảy ra, những cái món đồ không có giá trị nhưng cứ biến mất không rõ nguyên nhân nào, loại trừ trường hợp thú cưng hay là trẻ nhỏ phá phách, bạn sẽ không thể hiểu nổi vì sao những cái món đồ ấy lại biến mất một cách là bí ẩn. Nó có thể là một con dao, một tấm ảnh, một chiếc dép hay là bất cứ một thứ gì khác mà bạn đã sử dụng. Bạn có thể không tìm lại được hoặc là tìm lại ở những nơi mà bạn không thể ngờ tới. Những nơi này có thể làm cho bạn sợ hãi. Nếu tất cả những cái điều đó xảy ra với bạn ấy, thì có lẽ có người âm đi theo và đưa ra cái tín hiệu cho bạn biết rằng xung quanh bạn không chỉ có mình bạn và những người đang sống, hoặc giả là đang có một vong hồn đang âm thầm đi theo để bảo vệ, che chở, nhưng mà hơi tinh nghịch, thích giấu đồ của những người khác. 8 là bóng người trong gương. Đôi khi trong đêm tối bạn xoay gương hoặc là lướt qua gương, đột nhiên bạn thấy có một bóng hình nào đó trong gương, nhưng phải nhìn kỹ lại thì bóng người ấy lại tan biến mất. Không phải tự nhiên mà ông bà ta lại kiêng kỵ cái việc xoay gương vào buổi tối, tất cả đều có cái lý do của nó. Nếu bạn đột nhiên cảm thấy một cái bóng đen trong gương đang ở gần mình ấy, thì điều đó có thể là có người âm đi theo phù hộ. Tuy nhiên, đây là những cái vong hồn hiền lành muốn giúp đỡ những người sống. Nhưng mà tốt nhất để tránh cái trường hợp này thì bạn nên thiết kế một chiếc rèm trước gương ở trong nhà, ở trong phòng ngủ, để gì? Để có thể kéo che lại vào cái buổi tối và hạn chế xoay gương vào buổi tối, để tránh những cái trường hợp ấy nó xảy ra khiến cho bạn luôn sợ hãi và bị ám ảnh. 9 là được cứu sống hoặc gặp những cái tai nạn mà không thể hiểu nguyên do. Có những cái hồn ma đi theo chúng ta để bảo vệ, như ông bà, cha mẹ, người đã khuất đi theo để phù độ trì cho con cháu. Cũng có những cái vong hồn ma đi theo để hãm hại chúng ta vì một cái lý do nào đó. Có một số trường hợp mà quên khóa ga hoặc là quên rút bếp điện, thì đột nhiên một số cái đồ vật gần đó rơi xuống,
Khi bạn đến gần thì phát hiện ra mình quên những chi tiết đó có thể giết chết mình. Đó là một trong số những cái trường hợp mà chúng ta có thể hiểu rằng là có vong hồn của người chết tốt bụng đi theo để phù hộ và mách bảo cho bạn tránh khỏi được những cái tai nạn đáng tiếc đó. Cũng có những cái hồn ma thường là những người chết oan ở những cái khu vực thường xảy ra những cái vụ tai nạn giao thông, hay là những hồ nước, hay là có người bị chết đuối, vân vân. Thì người ta không hiểu lý do tại sao mà cái khu vực nguy hiểm như thế lại có người đến lai vãng và bỏ mạng. Giải thích cái lý do này có thể là do những người âm đã dẫn đường. Cũng có thể trong cái trường hợp là hồn ma nó xui khiến cho cái phương tiện giao thông bị hư, không tiếp tục lăn bánh mà may mắn thoát qua được những cái tai nạn luôn rình rập ở phía trước. Chúng ta sống trong một cái thế giới mà còn rất nhiều cái điều kỳ bí, không thể giải thích nổi, nên cái vấn đề ma quái không thể nói rằng không tin, đúng không ạ? Có thờ có thiêng, có kiêng thì có lành. Chỉ cần chúng ta tôn trọng những người đã khuất, ắt đã ở sạch sẽ, tích phúc tích đức thì không sợ những cái điềm báo tâm linh ấy làm hại mình. Thưa quý vị, người âm ấy thì họ cũng giống như mình, có hỉ nộ ái ố, và họ sẽ không làm hại những người sống luôn biết tôn trọng họ và thì không làm những điều ác. Thậm chí nếu chúng ta thờ cúng một cách nghiêm túc với tấm lòng thành kính thì cái chuyện người âm đi theo phù hộ, mách bảo, chỉ dẫn làm ăn thuận lợi và xui khiến những người sống tránh được những cái tai nạn đáng tiếc là cái điều hoàn toàn có thể xảy ra trong cái đời thực. Linh hồn của người đã chết đi theo phù hộ với cái mục đích có thể là phù trợ hay là bảo vệ chúng ta. Nhưng mà khi đã nhắc đến cái chuyện ma quái thì dẫu cứng rắn đến thế nào được chăng nữa thì chúng ta cũng vẫn phải mất vài giây để dùng mình, đúng không ạ? Quý vị thân mến, như vậy tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về câu chuyện về người âm đeo bám phù hộ để giúp đỡ chúng ta, cũng như là những cái dấu hiệu nhận biết khi mà có người âm đeo bám. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.